Rồi, chào toàn thể anh em đam mê nhé. Đã lên cho anh em là một cái video. Thì là cái sản phẩm ngày hôm nay đây là một cái sản phẩm dùng cho anh em chơi. Chơi PCP FX nhé. Đấy. Anh em nào mà đang chơi FX ấy, đang chơi những cái dòng FX Q2 lỗ, Q6 đấy. Thì là chúng ta thường thử dụng là cái bộ hơi, đây bộ hơi đây. Bộ hơi thì là nó có đầu tiên là cái van đờ rem ấy. Đờ rem hoặc là chúng ta muốn tiết kiệm ấy. Anh em nào mà đang chơi condo ấy, mình có cái van cricket thì chúng ta chỉ cần mua thêm là cái khớp Z1000. Đấy, như em đang lắp là lắp cả cái van cricket nhé. Đấy, van cricket là chúng ta sử dụng là cái điều áp của nó. Và đây, đấy, và một cái khớp Z1000 nhé. Ưu điểm nổi trội của cái dòng thằng khớp Z này kết hợp với van cricket thì là nó xả rất là mạnh nhé. Đấy, xả rất rất mạnh. Nó chỉ mỗi cái nó là điều áp trong thôi, nhưng mà là nó xả mạnh, xả cực mạnh luôn này. Được chưa anh em? Anh em đã dùng những cái van cricket thì anh em cũng biết rồi. Đấy. Sự kết hợp này là một sự kết hợp rất hoàn hảo này. Thì là ngày xưa ấy, ngày xưa thì là họ ra cái dòng là cái khớp Z1000 này thì là đây, cái sức khớp đây là cái khớp cũ ngày xưa. Chưa? Thì nó chưa có cái đầu này, cái đầu chống xì của tí xả này. Đấy, đây là cái khớp cũ ngày xưa. Em sẽ cầm lên cho anh em làm một cái khớp mới nhá. Về hình thức thì là nó y hệt nhau thôi. Đấy, y hệt nhau, chữ giết các thứ thì y hệt nhau, dây giết như nhau. Còn đây nó khác nhau ở mỗi cái là đây. Cái khớp bây giờ em đã làm cho thêm là một cái chống xì ở ti xả, anh em quan sát đây. Đấy, bên trong là nó sẽ có một cái gioăng, tí em sẽ tháo ra cho anh em quan sát. Thì là những cái hơi, những cái lượng hơi từ cái bình nó vào. Đấy, nó lên nó qua cái lỗ này, qua cái lỗ thông khuyển này. Được chưa anh em, nó lên lỗ lòng thì là cái lượng hơi, những cái lượng hơi thừa ấy đối với khớp ngày xưa ấy thì là hơi thừa nó ra cái đầu này nhá, ra đầu đi xả ấy, nó ra cái một số lượng cũng không phải là nhiều nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến cái đường đạn đi này ấy và cái lượng hao hơi của nó. Nhưng mà bây giờ để khắc phục này là cái tình trạng đó là đây, em đã thiết kế ra là cái chống xì đầu đi xả nhá, bên trong nó có một cái gioăng đấy ôm chặt luôn vào cái đi này. Những lượng hơi này nó sẽ dồn lại, nó sẽ lên đây, nó sẽ lên cái lỗ thông khuyển này nhá. Đấy, không thoát điêu được. Được xin nha. Đấy, rất chi là ưu việt luôn. Thì là nó, cái khớp này nó được thiết kế thêm là một cái gen ở đây để vặn chặt. Em sẽ tháo luôn cho anh em nhá, tháo cho anh em quan sát cho nó dễ hiểu. Đấy. Cứ nói phải làm, phải thực hành cho anh em dễ hiểu. Đây. Anh em hiểu đơn giản đây, nó sẽ có một cái sim ở đây nhá. Đây, em sẽ cho anh em xem bên trong nhé. Tháo ra cho anh em xem bên trong. Thì là cái giá thành của cái này nó sẽ không đổi, vẫn là 450 một cái khớp này. Nhưng mà để phục vụ cho anh em chơi nó càng ngày nó càng tốt hơn. Đấy, nói chung là mình càng ngày mình xã hội nó cải tiến thì mình phải tiến đến những cái gì đó cho nó tốt này tốt. Được chưa anh em, đây. Bên trong nó sẽ có một cái sim đây, nó sẽ ôm rất khít với cả cái ti xả ấy nhá. Được chưa anh em? Đấy. Ôm rất khít này. Thì là những cái lượng hơi thừa nó sẽ không bao giờ là nó sẽ lên được nữa nhá. Đấy. Và cái gioăng đi. Cái gen này nó sẽ siết chặt xuống nhá, siết chặt xuống nó sẽ đẩy cái gioăng ở sát với cái ti hơn. Đấy. 450 bao ship cho anh em, được chưa anh em? Thì là những cái tình trạng mình hao hơi thì nó là không có, anh em đi bên em thoải mái nhé. Đây, được chưa anh em? Cái loại đời mới này, chung là cái loại này thì là ra thì bán được rất là nhiều luôn. Giá thành thì nó bằng với cả cái đời cũ này, đời 450, nhưng mà đây nó sẽ ưu việt hơn nhé. Đấy. Được chưa anh em? 450.000 bao ship khớp Z1000. Đấy, có chống xì đầu ti xả nhá. Đấy, rất chi ok. Còn anh em nào mà muốn mua này cái khớp Z1000 này kết hợp với van cricket thì em cũng có cả nhá. Em bán combo này nó có giá là 1.400.000, 1.400.000 cho anh em, 1.400.000. Gửi đi cho anh em lúc nào cũng có hơi áp đầy đủ ở trong đây nhá. Được chưa anh em? Đấy. Thì là mua một cái khớp Z này thì là bên em là sẽ tặng cho anh em là một cái ti xả và một cái form nhựa để chúng ta về thay thế. Nhiều khi là dùng lâu ngày thì là ti xả nhất là nó thỉnh thoảng là nó
đấy, anh em thay thế cho nó khỏe nhé, được chưa? Đấy, tặng kèm theo một ti sả và một phao nhựa. Còn nó thật anh em là cái ti này thì không bao giờ là nó gãy nó cong rồi. Đấy, 450 bao ship, anh em có nhu cầu alo trực tiếp vào những số điện thoại em để góc màn ảnh đây. Rồi cái video ngắn em xin kết thúc tại đây nhé. Xin chào anh em, hẹn anh em ở những video tiếp theo.